Vẫn giận tôi vụ bảo bà đi khám bác sĩ à? Giận bà thì tôi cũng có khỏi được đâu chứ. Nhưng mà nói thật với bà nhá, cứ thế này tôi chết vì ngứa trước khi chết vì bị bệnh đấy. Thế đi khám bác sĩ chưa? Rồi, bác sĩ kê đơn rồi, mà cũng về uống thuốc rồi, cũng vệ sinh rồi. Nhưng mà không hiểu sao á, vẫn cứ ngứa ấy. Để bà còn cái cách gì khác mà cho nó nhanh nhanh khỏi không? Trời ơi, thì bà cứ theo đơn của bác sĩ điều trị ấy. Ngoài ra thì bà kết hợp thêm cả diếp cá này, trinh nữ hoàng cung này, đấy với lại mấy thứ nữa. Ồ, bà nói y hệt như bác sĩ. Thì là phụ nữ thì ai chẳng từng bị. Thế là bà không bị gì. Trời ơi, thế là cái dấu người ta. Tôi bảo hôm đấy nhá, bác sĩ còn dặn tôi là phải vệ sinh bằng cái gì mà tôi quên béng mất ấy. Bằng cái gel mà có độ pH 4-6 mà phải bổ sung thêm tinh chất mà nano bạc này, tinh chất trà xanh. Ôi trời ơi, này nhá, lần sau bà biết ý, bà phải nói cho tôi sớm. Làm tôi tốn cả tiền đi đến bệnh viện để khám mà khó chịu đến cả tháng trời này ý. Bà bị một tháng thì nhằm nhò gì? Tôi á, không phải tôi, có người còn bị vất vả cả năm thì sao? Biết rồi. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy chúng ta thấy là trong tiểu phẩm chị em cũng có vẻ rất là thông thạo khi đã biết sử dụng những cái sản phẩm, mà như lúc nãy bác sĩ cũng vừa nhắc đến tên một vài thành phần, chẳng hạn như chúng ta thấy là có hoàng bá này, khổ sâm này, dây ký ninh này, imun gamma này ở trong cái sản phẩm Nữ Vương Niu. Thế rồi chị em lại còn biết sử dụng cái dung dịch vệ sinh phụ nữ Nữ Vương để cân bằng độ pH, bởi vì nó có nano bạc, có tinh chất trà xanh, nó đều mang một cái tính chất rất là tốt để mà giúp cân bằng cái độ pH. Như vậy đây có phải là những cách sử dụng rất là hợp lý không ạ, thưa bác sĩ? Vâng, đúng ạ. Tức là như chúng ta vừa phân tích các cái giải pháp để mà khắc phục các cái tình trạng mà viêm nhiễm dai dẳng đấy. Vâng. Thì tôi thấy cái sản phẩm Nữ Vương Niu ấy, là trong cái thành phần của sản phẩm nó có một số những cái thành phần rất là tốt. Vâng. Ví dụ như là imun gamma, thế rồi các cái cao của các cái thảo dược như hoàng bá, rồi là khổ sâm, thế rồi diếp cá, và những cái chất đấy nó sẽ hợp đồng với cái điều trị của các cái thuốc khác nữa. Thì đấy là cái giải pháp rất tốt đảm bảo được cái điều kiện ấy. Thế còn cái sản phẩm mà để thay thế cho cái dung dịch vệ sinh phụ nữ mà cổ xưa hoặc là mới gần đây, người ta có những cái rất nhiều sản phẩm, nhưng mà nó có thể nó chỉ là một thành phần hoặc là nó chỉ là những cái loại muối vân vân, chứ nó không tổng hợp được như là cái sản phẩm mà gel Nữ Vương. Và đặc biệt là cái công nghệ mới bây giờ ấy, họ có một cái công nghệ nano bạc. Vâng. Vì thế cho nên là nó sẽ giúp cho chị em phụ nữ khắc phục được cái tình trạng gọi là mùi, làm cho sạch sẽ cái cửa ngõ để cho nó không xâm nhập vào nữa. Vâng. Thì đấy, tôi thấy là có những cái sản phẩm như vậy thì nó rất là tốt cho cái vừa trong quá trình điều trị và đặc biệt là trong cái dự phòng. Dạ vâng. Bởi vì nhiều khi như bác sĩ nói, chị em phụ nữ nhiều cái thói quen ạ, do thói quen vệ sinh cũng không đúng cách. Cho nên cũng có thể là góp một phần làm giết đi những cái vi khuẩn có lợi. Thì đây có thể khi chúng ta sử dụng đúng cách những cái gel vệ sinh như thế này thì nó giúp chúng ta có thể cân bằng pH, rồi là làm cho vi khuẩn có lợi không bị mất đi, đúng không ạ? Thì rõ ràng nó tốt hơn rất nhiều. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ.